Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì và bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay, đó là tám mối phúc thật. Có lẽ tất cả chúng ta nên thuộc lòng. Nên thuộc lòng tám mối phúc thật. Đó cũng chính là hiến chương đó, là luật sống công chính cho tất cả chúng ta. Thứ nhất, phúc cho những ai hiền lành. Thứ hai, phúc cho những ai sầu khổ. Thứ ba, phúc cho những ai... Thứ nhất, phúc cho những ai nghèo khó. Thứ hai, phúc cho những ai hiền lành. Thứ ba, phúc cho những ai sầu khổ. Thứ tư, phúc cho những ai khát khao lên người công chính. Thứ năm, phúc cho những ai biết xót thương người. Thứ sáu, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch. Thứ bảy, phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Và thứ tám, phúc thay những ai bị bách hại vì sống công chính. Kính thưa cộng đoàn, tám mối phúc thật này cứ tự nhiên thì không ai muốn cả. Chẳng ai muốn nghèo, chẳng ai muốn sầu khổ, chẳng ai muốn bách hại vì sống công chính. Và thậm chí cũng chẳng, có thể là chúng ta cũng không muốn sống công chính, không muốn sống trong sạch vì nó mệt. Chúng ta muốn sống một cách thoải mái, tự nhiên muốn làm gì làm, thậm chí là ăn chơi một chút cũng được. Còn sống công chính, sống trong sạch thì lại không có được ăn chơi, hay là không có được vui vẻ quá sức, vân vân. Thế thì với tám mối phúc thật này cứ tự nhiên thì không ai chúng ta muốn sống hết, cứ tự nhiên. Nhưng mà vì Chúa chúng ta sẽ sống, vì nước trời, vì nước trời mai sau mà chúng ta sống. Thứ nhất, nghèo. Phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó. Thế tự nhiên thì đâu ai chúng ta muốn sống nghèo đâu. Nhưng mà vì nước trời, vì muốn có nước trời nên chúng ta sẵn sàng nghèo vì Chúa. Vì muốn có nước trời nên chúng ta sẵn sàng nghèo vì Chúa. Vì muốn có nước trời chúng ta sẵn sàng sống hiền lành. Ai vả má phải chúng ta cũng có thể để cho họ vả luôn cả má trái. Ai xúc phạm đến chúng ta thì chúng ta cũng không có làm dữ. Chúng ta chỉ có thể là tha thứ thôi. Vì danh Chúa, vì nước trời mai sau, vì Chúa chúng ta có thể sống nghèo. Để chúng ta, ví dụ chúng ta làm được 10 đồng, nếu như ngoài xã hội thì chúng ta làm được 10 đồng thì cứ việc ăn chơi 10 đồng. Nhưng mà vì Chúa chúng ta nghèo, chúng ta làm được 10 đồng nhưng mà mình chỉ xài có 1 đồng thôi. Còn 9 đồng cho người nghèo. Vì Chúa chúng ta sẵn sàng sống nghèo vì Chúa. Vì Chúa, vì nước trời chúng ta sẵn sàng hiền lành, không có lấy ác báo ác. Vì Chúa chúng ta sẵn sàng chịu đau khổ, phúc cho những ai sầu khổ. Vì Chúa, vì nước trời chúng ta sẵn sàng chịu thiệt, chịu đau khổ. Vì Chúa nên chúng ta sẵn sàng sống công chính. Vì Chúa nên chúng ta sẵn sàng sống công chính. Có lẽ chúng ta cũng tập cái thói quen xét mình mỗi ngày. Để trong một ngày vừa qua thì chúng ta làm cái điều gì tốt, làm cái điều gì chưa tốt. Và vì Chúa, vì nước trời chúng ta sẽ cố gắng làm, chỉ làm những điều tốt và không làm những điều xấu. Vì Chúa, vì nước trời chúng ta sẵn sàng sống công chính. Vì Chúa, vì nước trời chúng ta xót thương anh chị em. Ngay sau bài giảng thì con sẽ cho ông bà chị em xem một cái video clip mà con thấy một sơ gửi cho con, thấy cảm động lắm. Chúng ta có hai tay hai chân mà khi chúng ta còn cảm thấy là vất vả, còn thấy mệt mỏi. Những người sinh ra không có tay có chân hay bị tai nạn mất tay mất chân thì cuộc sống của họ nó khó khăn hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà họ vẫn sống. Nếu như người cụt tay cụt chân mà họ vẫn sống được thì chúng ta là những người có tay có chân thì chúng ta phải sống có ích hơn thế nữa. Vì Chúa chúng ta sẵn sàng xót thương mọi người, xót thương cả kẻ thù nữa. Vì Chúa, vì nước trời chúng ta sống trong sạch.
Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta sống trong sạch. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta là những người xây dựng hòa bình, không có gây chia rẽ, không có ủng hộ chiến tranh, không có ủng hộ chia rẽ. Nhiều khi cuộc sống của chúng ta nó buồn cười lắm đấy. Cách đây mấy ngày con có chia sẻ với ông bà và anh chị em đấy, có một cái chị bảo cha, con quê từ Bắc con vào đây con nên làm ăn, vợ chồng con làm ăn, nhưng mà vì cuộc sống nên là chồng con phải đi làm ăn xa, một tuần một tháng mới về có một hai lần. Thế nhưng mà cái người hàng xóm của con kỳ lắm, họ chỉ muốn vợ chồng chúng con chia ly thôi, họ chỉ muốn vợ chồng chúng con cãi nhau thôi. Nên là họ cứ gieo những chuyện bảo chồng mày bỏ mày rồi, nói với mấy đứa con của con là ba mày bỏ đi theo bà khác rồi. Cái người Việt Nam của chúng ta kỳ vậy đó, chúng ta chỉ muốn cho người ta tội lỗi, chúng ta chỉ muốn cho người ta đau khổ, thấy người ta bị khổ là chúng ta còn mừng. Đấy là cái điều mà thật sự chắc là Chúa ghét lắm. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta luôn luôn xây dựng yêu thương, xây dựng hòa bình, không bao giờ mà gây ra những cái chia rẽ, gây ra những cái tội lỗi. Chúng ta luôn luôn muốn hạnh phúc cho người khác, chúng ta luôn luôn muốn hạnh phúc cho người khác, muốn thậm chí là muốn cho người khác hơn mình. Gia đình mình hạnh phúc thì mình muốn người khác còn hạnh phúc hơn mình. Xin cho chúng ta có một cái sự quảng đại như vậy. Vì Chúa chúng ta xây dựng hòa bình, vì Chúa chúng ta sẵn sàng bị bách hại, vì Chúa, vì danh Chúa chúng ta sẵn sàng bị bách hại. Còn thấy 80 phúc thật rất là tuyệt vời. Chúng ta phải cố gắng thuộc phải. Thứ nhất, phúc cho những ai nghèo khó. Thứ hai, phúc cho những ai hiền lành. Thứ ba, phúc cho những ai sầu khổ. Thứ tư, phúc cho những ai khát khao lên người công chính. Thứ năm, phúc cho những ai xót thương người. Thứ sáu, phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Thứ bảy, phúc cho những ai. Thứ sáu, phúc cho những ai sống trong sạch. Thứ bảy, phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Và thứ tám, phúc cho những ai bị bách hại vì sống công chính. Tức là cứ tự nhiên thì chúng ta không thể nghèo, không thể khổ, chúng ta cũng chẳng muốn xót thương ai cả. Nhưng mà vì Chúa, vì nước trời, vì Chúa, vì nước trời, chúng ta sẵn sàng sống nghèo. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta sẵn sàng sống hiền lành. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta sẵn sàng chịu đau khổ. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta sẵn sàng sống công chính. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta sẵn sàng xót thương anh chị em. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta sống trong sạch. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta luôn luôn muốn điều tốt cho mọi người, luôn luôn xây dựng hòa bình. Vì Chúa, vì nước trời, chúng ta sẵn sàng bị bách hại. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Khi chúng ta làm việc tốt, khi chúng ta phụng sự Chúa mà bị người ta gieo tiếng xấu, thì chúng ta thấy là đúng rồi đấy. Nhiều người bỏ trai, con chỉ có đi phục vụ nhà thờ mà sao mà người ta cứ nói con được thế này, nó còn thế khác. Thôi thì ai nói cái gì thì kệ người ta. Mình phục vụ Chúa, phục vụ nhà thờ thì chúng ta cứ phục vụ thôi. Khi vì thầy mà bị người ta xỉ mà bách hại và vu khống đủ điều xấu xa, anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của anh em dành cho ở trên trời thật lớn lao. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến phần thưởng nước trời nha. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến phần thưởng nước trời lớn lao để chúng ta sẵn sàng đón nhận mọi sự. Bây giờ thì con cũng hay có cái lời khuyên mình và khuyên mọi người là đón nhận thay vì là bỏ chạy. Ví dụ như là có một chị nói là trai chồng con nghiện game vô cùng, thậm chí là cũng chẳng muốn đi làm gì cả, suốt ngày ôm điện thoại, suốt ngày ôm điện thoại. Thế thì điều trước tiên thì con cũng chia sẻ thôi, thì trước tiên là chúng ta hãy đón nhận một người chồng như thế. Cái thứ hai là chúng ta cầu nguyện nhiều hơn, vì chỉ có Chúa mới thay lòng đổi dạ được thôi. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta bách hại, anh em vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em trên trời. Xin cho chúng ta luôn biết nghĩ đến phần thưởng nước trời mà sẵn sàng đón nhận nhiều cái khó, nên chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận được nhiều cái khó khăn. Quả vậy, các ngôn sứ và những người đi trước anh em cũng đã bị bách hại như thế. Thứ nhất, hãy nghĩ đến phần thưởng nước trời. Thứ hai, hãy nhìn đến những người đi trước chúng ta, ví dụ như cha Trương Bửu Diệp, cả cuộc đời sống công chính mà cũng bị người ta chặt đầu. Cá thánh tử đạo Việt Nam sống công chính mà bị người ta giết. Và hơn hết, chính Chúa Giêsu là đấng thánh cũng bị người ta giết. Vì thế nếu làm việc lành mà bị người ta vu oan cáo và làm khó làm dễ, thì thứ nhất, hãy nghĩ đến phần thưởng nước trời. Thứ hai, hãy nhìn đến Chúa Giêsu và các thánh làm việc tốt cũng đã từng bị người ta ám hại, bị người ta giết như vậy. Để rồi đây cũng là cái động lực để cho chúng ta sống tốt hơn.